team bạn quá đông đảo. Hay lắm Airi, một pha quét tường rất là đẹp, tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời. Pha đấy là đâm theo người chết, cố gắng đâm trúng AD nó được rồi, còn thanh niên Leo Mai để sau. Đứng lại. Ok. Ok, xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay thì mình đang muốn thử sức với vị tướng, đó chính là Ryoma. Và với cách lên đồ theo kiểu của một YouTuber rất là nổi tiếng, đó chính là Mobile Việt. Và rất là chỉ nhiều cho anh em rồi, đó chính là cách lên đồ là Thương Long, giày tùy chọn, áo choàng băng giá, thương xuyên phá, quân trương choi và giáp thống khổ. Ok. Tôi tưởng là team bạn nice. Chúng ta có cái nội tại. Mặc dù là một sát thủ tay ngắn nhưng mà chúng ta có nội tại đánh xa đấy. Anh em chờ. Thế. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Dùng chiêu thức thì cứ tẹt gạn tẹt bô đi. Tại vì nó không hề mất năng lượng vì cái vị tướng này nó không sử dụng năng lượng. Nên có chiêu thức là cứ spam kill đi. Cái chiêu thức nhất kích tất sát này cực kỳ mạnh anh em ạ. Nhất kích tất sát được cộng từ 2.2 sát thương vật lý. Thì anh em hiểu được cái độ bá của nó ra sao đấy. 2.2 sát thương vật lý nhá. Rất là bá đúng không ạ? Nội tại chém rất xa, ôm lính tuyệt vời luôn. Nên cái vị tướng này đi solo đường không phải là vấn đề khó. Cứ cấu rỉa thôi, cái chiêu thức 2 của nó cấu rỉa rất là mạnh. Nội tại thì khỏi bàn này đúng không ạ? Cứ 5 giây thì phóng ra một cái luồng kiếm khí, người ta gọi là kiếm quyết đấy ạ. Vừa làm chậm lại còn gây sát thương, rất là bá đạo. Mình cứ thoải mái đi. Ồ, một bạn nhận ra mình kìa. Ok. Mình cứ dùng chiêu thức tạt tẹt bô nhá, không cần phải tiết kiệm làm gì cả. Tính sai sát thương rồi. Ok, chúng ta ra đây tuần tra một chút nào, xem có anh săn tặc nào đây không. Ok, Airi đang bị đuổi. Mình có nhận ra gì không đây? Murat đang đứng ở bên này, đang đợi Airi. Thôi mình đi farm tiếp vậy. Cầm chân thanh niên này được rồi. Còn lại này, còn lại mấy việc kia để đồng đội lo. Anh em thấy đấy, nó có chiêu thức chém rất xa từ cái chiêu nội tại nên thực sự thì mình cũng không phải ngại với cái vụ ôm trụ đâu. Chiêu thức thì nhiều này, chiêu cuối thì mang tên là gì ta, quên mất tên rồi. Chiêu cuối là loạn chảm. Ôi giời, giật mình. Mình đợi KS thôi, mình chả hứng thú gì mấy cái vụ là cứ phải vào cướp cả. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Ui giời, anh Murat. Xin mà căng. Ê, thì ra là biến bóng, mình tưởng hắn ta còn chiêu thức 1 thì hơi căng. Ok ok. Mình đang có bùa nên không sao. Ôi giời. Ai đi ơi, xuống vét mạng đi kìa. Mạng rất là ngon luôn. Siêu thơm bổ dưỡng. Nấp à. Không phải. Thực ra pha vừa rồi là mình dùng chuột lệch sai cái chiêu cuối của mình. Nếu không thì có nguy cơ là mình hại được hắn ta. Khi mà mình văng chiêu cuối lại ra đằng sau, chứ không phải ra đằng trước. Cái này là lần thứ 5 mình chơi cái vị tướng Ryoma này. Thực sự lúc mới ra nhưng nó bản thử nghiệm thành ra mình không chú ý cho lắm. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Làm chậm quá. Snow ghê quá. Mình mà không bị ăn cái quả đấm của đấm chân không của thanh niên ra thì hay. Nhưng mà tiếc là mình bị phải. Cứ dùng chiêu thức tẹt bô đi anh em ạ. Có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, không phải tiết kiệm gì cả. Ok, ra hỏi thăm thanh niên kia nào. Xem ra đang khá là nhộn nhịp ở đây. Rai đâu rồi ta? Thôi mình tranh thủ vậy. Ồ, nhanh ta. Đông đấy. Hẳn ba thanh niên cơ mà. Rất là nghi ngờ trong cái bụi này. Ping cho mấy ông này mới được. Đấy, 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 rất đông và
Wow, 5 người. Ok, không sao, team mình tụ tập ở đây rồi. Từ từ nhá. Ôi giời. Không ổn chút nào luôn. Chắc là team mình cầm chừng ở đây vậy. Cầm chừng con rồng ở đây vậy. Team bạn còn hẳn 5 người. Rất là khó xử đúng không ạ? Không sao. Ok, mình về thôi. Bỏ qua. Rồng điếc chắc không sao đâu. Các anh em đang ở đây đánh nhau tưng bừng. Chết này. Chơi à? Hay lắm, bạn Wonder Woman. Cẩn thận. Ôi thôi xong rồi. Ôi tệ quá. Xử lý tệ quá, ok, phải cẩn thận chút mới được. Xem ra cần phải đi farm nhiều hơn. Chưa đánh nhau được rồi. Thì bạn có cái nguồn sát thương rất là mạnh ở cấp độ 4 từ Joker. Joker sau đấy là đến Murat. Đều là sát thương rất mạnh luôn. Ok, đi farm nào. Từ từ nào. Ông này lại đổi đường với mình à? Thanarakit. Ông ấy có hai ông nó tên giống tên tiếng Thái vậy ta. Tên giống tiếng Thái ghê gớm luôn. Mấy thanh niên Salamanaket Phong Sản Salatin. Ok, có hàng rồi, tiến lên nào. Ok, đen quá. Mình tưởng là thanh niên kia ra thì hợp lý thì chúng thì chơi luôn. Ai dè tiếc là không chuẩn. Cái chiêu này rất là xa luôn. Cứ xiên thoải mái đi, xiên thoải mái đi. Có bao nhiêu xiên bấy nhiêu. Không cần phải tiết kiệm. Joker đang. Ok không sao, ăn được cái trụ được rồi. Tiếc là không ăn được cái mạng, nếu mà ăn được cái mạng nữa thì ngon. Đang đánh nhau rất là khủng bố ở đây. Ra phụ thanh niên này nào. Ra đang ở cái mé bên kia. Nhà thôi không sao, team mình tranh thủ ăn. Bạn ăn mạng thì tôi xin trụ luôn. Kiểu nhà đánh đổi á. Hắn ta ăn mạng thì ăn trụ. Đứng lại làm chậm nào. Hay lắm các bạn. Ngại ghê. Vừa nhảy ra bị mình làm một pha choáng. Chí tử. Đứng lại. Ôi tiếc quá. Mình xiên không được. Và đấy mình xiên trúng cái khúc 2. Tôi là sát thủ này, sao tôi lại chưa được cái mạng nào vậy ta. Đâm ra bao nhiêu cái quả phi giáo nó nhìn khá đẹp mắt đấy chứ. Nhưng mà tiếc là chưa đủ sát thương. Rất là buồn. Không sao, tôi sẽ cố gắng ăn thêm cái mạng. Chứ không ăn được cái mạng nào thì nó cảm thấy tủi thân lắm. Cho dù đội và thắng mà không ăn được cái mạng nào ấy, rất là buồn. Nhanh lên ông ơi, tôi lại. Ôi giời, mình lại ấn nhầm rồi. Dạo mình hay thích ấn chuột nhầm vào cái. Đứng lại em ơi. Chém chiêu. Ôi. Khi nào mình mới ăn được cái mạng đây. Khổ thật đấy. Hy vọng là sau khi mình lên được 3 cái món đồ chân phái thì có thể có cơ hội. Mình nhiễm sát thương à. Đáng ghét. Đứng lại. Đấy anh em thấy cái khả năng làm choáng của mình cũng đáng nể phết đấy chứ đúng không. Ôi giời. Chết này. Ok về rồi. Tiếc là mình chưa thành thạo cái vị tướng này cho lắm. Thành ra cái các pha phi skill của mình nó chưa được chuẩn xác. Ok, ID lên rồi. Ra dụng hàng nào. Ông Joker hỏi tôi làm gì lắm thế. Chơi là chơi với nhau chứ cần gì. Tôi cho dù là người nào thì cũng như vậy thôi.
đều là anh em vào đây là té tướng cả, chả có gì khác nhau, đều là kiện tướng của cộng đồng Liên Quân, yêu thích chơi và chơi game Liên Quân. Ok, mod nào. Ôi, phải lag một chút. Cái mạng chết bựa. Ơ, đâu rồi? À, rồi, ok. Ok, từ từ đấy, đằng sau. Nguy hiểm quá. Ôi dồi ôi, sao mấy ông này bất cẩn vậy anh ơi. Cứ trúng mấy cái phi lao này thì nguy hiểm lắm ấy. Thôi bỏ cái trụ này đi, đi farm thôi. Mình còn chưa được cái mấy cái đồ đâu anh ạ, mình còn chưa được mấy đồ đâu. Mạng thì chưa là cái mạng nào. Thiệt là bực mình mà. Hy vọng là sau khi lên mấy cái đồ này thì mình ăn được mạng ổn hơn. Ôi dồi ôi. Sorry nhá, tôi chỉ có thể làm đến được cái đấy thôi. Chạy đi, cố lên. Tôi đang cố yểm trợ cho các bạn đây. Cố gắng lắm rồi nhá, không làm gì được. Team bạn quá đông đảo. Hay lắm, Airy. Một pha quét tường rất là đẹp. Tuyệt vời. Pha làm trắng rất là đẹp của Airy. Mở đường cho bọn mình có cơ hội. Ô, tốc biến cơ à? Ok. Vậy chuột tích lắm anh em. Cầm đây. Tôi cầm vi tính thì mới có vẩy được thế này mạnh thôi. Chứ còn cầm vi tính được cái hay là nó vẩy sướng, nhưng mà ra skill thì hơi chậm một chút. Chết này. Không được. À, thôi bỏ đi rồi, bỏ đi. Ông này định làm gì đấy? Thôi về đi ông ơi. Tôi về đây. Mới lượm được hai cái mạng anh em ạ. Thế trận đấu rất là hay. Dạo này có rất là nhiều anh em Đài Loan qua bên này để chơi. Chắc mình phải lên cái đầu này thôi, mình hơi ái ngại thanh niên ra một chút. Ok, mấy thanh niên lại dụ người lên đây à? Có chiêu cuối thì mình cứ xài thôi anh em ạ, hồi máu mà. Ok, mặc dù không được nhiều cho lắm, nhưng mà có còn hơn không đúng không nào? Xem ra là sau 5 lần đánh cái vị tướng Rioma này tôi có vẻ quen thuộc nhiều hơn. Cái lối đồ của Mobile Việt này hiệu quả phết đấy chứ. Gần như là công thủ toàn diện luôn. Có thủ từ Thương Long, có giảm giáp từ Thương Long, sau đấy là giảm giáp dần theo thời gian của Thương Xuyên Phá, sau đấy là có cái gì nhỉ, quên mất tên này. Ok. Ok, một pha thất bại của mình. Ám sát thất bại. Chuẩn luôn. Ok. Chuẩn ớt nào. Ra đây là xài chiêu thức một chút. Vậy là mình đủ 40% một chiêu, thành ra mình không cần phải bùa xanh làm gì cả. Nguy hiểm quá. Rồi ra làm gì, đang nấp mà. Đang nấp hay. Đấy anh em cho mấy cái cú à. Mấy cái cú đâm choáng của mình khó chịu lắm. Nhìn cẩn thận mới được. Thanh niên Murat chả biết nó đang tích nộ ở đạn nào. Thôi về đi mấy ông ơi. Đánh nhau rồi. Hay lắm. Tôi nghĩ là mình nên về thôi. Nguy hiểm quá. Thôi về đi mấy ông ơi, bùng. Không lượn lờ đây đâu. Toàn là mấy anh chàng cơ động thôi, Ari cơ động này, thanh niên này đều cơ động. Thôi về đi ông ơi. Đấy, định chơi mèo vần, mèo đuổi chuột à? Hay thú vị chứ, chạy được không ơi? Pha này chạy được là highlight này. Không được. Thật là tiếc. Nếu mà thanh niên kia lúc bọn nó tấp vào bụi cho đây là chơi luôn, cho đây bùng là hay này. Nhưng mà tiếc là lại thích nháy nhiều một chút. Mấy thanh niên đang đi ăn rồng à? Cẩn thận nhá, đừng lên. Ôi dồi ôi, cái ông này bất cẩn quá. Ở trên này hẳn 3-4 thanh niên luôn, đông ghê. Ôi dồi ôi, kinh. Ok, rút lui.
đang đợi Wonder Woman, vị vị thánh tanker duy nhất ở trong đội mình. Mặc dù mình có lên tanh nhưng mà chưa ăn thua bằng. Ok, sắp hoàn thành cái huân chương choi rồi. Hay. Wow, còn nhiều chiêu thức cơ động lắm. Muốn hạ đâu phải đơn giản. Wow, Wonder Woman băng trụ luôn à. Ok, đi theo thôi. Oh, dùng sai chiêu thức rồi. Và đấy là đâm theo người chết. Cố gắng đâm trúng AD nó được rồi. Còn thanh niên Leo Mai để sau. Đứng lại. Ok, mình dùng chuột thành ra thao tác hơi chậm một chút. Thao tác skill ấy. Oh, shit. Còn Murat anh em ạ, không chạy không được. Đang định đùa một chút với thanh niên Joker nhưng mà có Murat thì mình phải bùng luôn. Không dám dây như luôn ấy. Từ 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 từ, tôi về rồi ăn kinh công sau. Tôi nào, đừng nhây, đừng nhây. Ok ok. Cái con vừa xanh nó định nhây mình. Đợi chút. Đâu nhỉ? Đợi một chút, đợi một chút, đợi một chút. Tôi ra bây giờ nè. Tôi ra đây, tôi ra đây, tôi tới đây, tôi tới đây. Kiếm khí của mình bây giờ bao nhiêu sát thương nhá, đây là rất là nhiều luôn ạ. 600 mấy ấy. Từ từ nào, từ từ nào. Bưởi nè. Thằng niên Murat kìa. Ok ok, vậy là không cần phải ăn Baron rồi. À nhầm, kinh công. Hay lắm. Ý, mình định ấn chiêu cuối ăn mạng nhưng mà lại ấn nhầm chiêu. Không phải ấn nhầm chiêu mà là không ra chiêu thức được. Đáng ghét thật. Ok, chắc là mình làm thêm một cái video nữa. Video này tệ hại quá. Không làm ăn được cái một tê gì. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.